Hello, xin chào quý ông bà cô chú và các bạn trở lại với kênh Máy Ấm Canada. Hôm nay là ngày thứ hai mình đi chợ nè mọi người. Thì hôm qua là mình đi chợ Tàu, hôm nay mình đi chợ Việt Nam với lại chợ Tây, thì mình quay sơ cho mọi người. Có những cái món đồ bây giờ giá quá mắc luôn mọi người. Như cái bịch này nè, là hồi xưa mình mua một bịch như vậy, một bịch cà phê như vậy, 3 trong 1, 1 ký 6 ha. 1 ký 6 như vậy là hồi đó mình mua có 18 đồng mà bây giờ 25 đồng mà còn duy nhất có một bịch thôi, cho nên mình lấy luôn. Rồi mấy cái bún này nữa nè cũng vậy nữa, quá mắc luôn, cho nên mình sẵn mua. Đây là cái hôm nay là mua mấy cá Việt Nam đây, tại vì mình chỉ ăn được cá sông thôi, chứ không cá nước ngọt thôi chứ không ăn cá biển được. Đây là cá lóc nè, cá lóc một con như vậy là nó bán mình 10 đồng nè. Và đây là cá trê. Để mình quay tổng thể sơ cho quý ông bà cô chú và các bạn coi ở đây mình đi chợ như thế nào. Đa số là cứ mua thêm vô để mà trữ ở nhà đó. Bánh tráng thì hồi nào mình mua cũng nhiều hết, hôm nay mình mua 12 bọc tất cả. Bánh bịch bánh nhỏ vậy thôi, mình thấy nó ăn nó gọn hơn. Mình mua một lần 10 bịch nhà cũng còn rất nhiều, nhưng mà tại vì Miko nó thích ăn bánh tráng muối với Tây Ninh đó, cho nên mình mua rất là nhiều. Và đây là cái bánh mà để cuốn cuốn cái này đó, thành ra cái loại bánh này nó đặc biệt hơn, nghe nói là nó dẻo hơn mà nó không có bị khô. Mình mua 2 bịch bánh. Rồi đây là mấy cái món mì để mình nấu mì chay mình ăn nè. Đây là mì mặn. Và đây là cái này, nhưng mà mình không có chiên chả giò, mình mua để mình chiên giòn, mình chấm ketchup mình ăn thôi. Rau cải thì quá mắc luôn, không mua nổi luôn đó. Cho nên mình với lại mình ăn được cái mấy cải này thôi. Cải này mua để nấu canh, còn cải này xào cho ông xã. Còn đây là bịch đu đủ á, của đu đủ thì ông xã mình rất thích làm xà lách ăn á, thì mình làm nước mắm thì mình bỏ ngồi, tức như là làm chỉ nước mắm thôi chứ còn hoàn toàn không có thịt thà gì trong này hết, là chỉ cái này rồi bỏ rau quế với lại ngò với nước mắm cay lên vậy thôi. Đây một chỉ dưa chuột như vậy á, là 6 đồng nè, đó 6 đồng một chỉ dưa chuột nhỏ xíu vậy đó. Củ hành, củ tỏi mình không có mua nhiều, mình mua nhiêu đây thôi. Trái này là trái hồi xưa mình tưởng cái này nó chua, mình không có dám mua, ai gì rất là ngon. Một trái như vậy có chút xíu nè, bằng trái dừa nhỏ vậy, 6 đồng. Chuối, nho thì ngày nay là rồi, cái này thì cũng mua nhiều, 5 đồng một hũ như vậy. Mình mua một lần nhiều hũ để mình để nhà, để nhiều khi có lúc đi chợ được, có lúc không có đi được. Đây là sốt ăn salad của Ý. Đây là cái sốt nấm để mình hay xào cho ông xã nè, là xào đồ ăn xào của ông xã là xài bằng cái loại nấm chay này chứ không có loại xài dầu hào nữa. Và nấm dầu hào á thì mình nêm cũng không được, mình ăn cũng không được, mà ổng cũng không thích ăn, cho nên ông xã ăn giống như là ăn chay vậy đó. Đây là tổng quát hôm nay mình đi chợ. Đây là bắp. Bắp này thì mình hay mua về mình làm xào xào bắp rang bơ đó, giống như Việt Nam vậy đó. Cái này là bé Mẫn nó rất là mê luôn, mà ông xã mình cũng rất là thích, cho nên mua một lần 2 bịch, một bịch vậy là 2 ký. Thì đây nó, hôm nay là đi chợ ngày thứ hai, tất nhiên là bữa thứ sáu đi rồi, hôm nay là chủ nhật, làm vừa xong là nhảy đi chợ một lần nữa. Kem này là để ăn với lại ăn kem cream của mình á, ăn kem á, ice cream á, rồi đổ cái này vô, hoặc là mình hay nấu súp khoai tây á, là để cho ông xã mình ăn với cái loại kem này, là kem băm, loại sữa 35% chất béo, đồ béo đó đó. Thì quay sơ tổng quát rồi bây giờ mình sẽ sắp vô cái tủ lạnh cho quý ông bà và các bạn coi cái cách mình sắp xếp nha. Cá đây là mình mua, cá này là cá trê nè, lâu quá không ăn cá trê kho gừng, thì cá này mình nghĩ cũng nước cá nước ngọt mình ăn được, cho nên 4 con như vậy là 10 đồng luôn nè, tức là một con vậy 2 đồng mấy đó, 2 đồng rưỡi, một con như 2 đồng rưỡi nè, nó 4 con như vậy 10 đồng. Đây là cá rô 2 con như vậy cũng 10 đồng, nói chung ngày nay mua gì cũng 2 con 10 đồng, nó 1 con như vậy là 5 đồng. Cá này thì cá ba sa mình mua về mình làm cho mi xanh ăn, nếm sơ đó là mua cho mi xanh nó ăn, rồi mua 2 bịch như vậy đó, mình mua 2 bịch cá như vậy. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị sắp xếp vô rồi mình quay cho quý ông bà cô chú và các bạn coi nha. Mình hy vọng là cái đề tài video của mình á, thì lúc này mình thấy là giống như ít có người đăng ký lắm, thì mình biết chắc cũng không có nhiều đề tài của mình quay đó, tại vì mình không có nhiều thời gian. Thì hy vọng là sắp tới mình có nhiều thời gian, mình sẽ quay những cái khác cho quý ông bà cô chú và các bạn coi. Thì bây giờ chỉ có hoạt động của mình, chỉ có rảnh lúc nào mình đi chợ thì mình quay cho mọi người coi như vậy thôi.
Ok, bây giờ mình sắp xếp vô nha mọi người. Đây nè quý ông bà cô chú, dọn xong hết rồi đó. Hôm qua đây hồi nãy đi mua có mua mấy cái đồng tiền nè, rồi treo lên cây mai luôn đó, thấy không? Bên đây mùa đông nhưng mà mai nở sớm nhất đó. Mai mai nhà của mình là nở hết rồi đó. Quý ông bà cô chú biết sao, để mình chia sẻ cho các bạn coi nha. Thực ra cái cây này là mùa hè mình lo hái trước đó, mình hái trước, nhưng mấy cái năm trước á thì mình hay ngâm với nước, thì khi mà mình đem vô nhà là mình cứ ngâm trong nước á, thì mấy cái nụ này nè thấy không, nó sẽ đâm ra cái lá xanh, thì khi mà để cái bông vàng này lên giống như thiệt lắm. Hồi xưa lúc mà còn ở nhà cũ mình hay làm vậy, mà từ ngày lúc qua bên đây mình không có thời gian á, cho nên mình không có ngâm. Là mấy cái cây này là cây thiệt ha, mấy cây này là cây thiệt nè, rồi mình mua hoa hoa này mình gắn lên đặng 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 cho nó giống hoa mai này, nó nhìn sai này nè, rồi treo lủng lẳng vậy đó. Thì nếu mà mình chỉ cái cách này, nếu mà quý bà cô chú nào mà ở ở xứ lạnh như mình đó, thì cứ mùa hè đi hái mấy cái cây này vô, mấy cái cây ở bên đây mấy cái nhánh nó đẹp lắm, thì cứ ngâm nước trong vòng 1 tháng á, 1 tháng hay là 2 tuần cũng được, hình mình nghĩ 1 tháng chắc, 1 tháng trước Tết á, thì bắt đầu những cái chồi này nè là nó ra lá xanh, nó ra lá xanh, cái mình gắn cái này lên thì rất là đẹp luôn. Hồi xưa mình làm mà ta vô nhà ta nói ủa sao cây này lá thiệt mà sao này kia nhìn nhìn không ra luôn đó. Không khí Tết này ha, nó không khí Tết là đồng tiền. Bữa nào mình sẽ quay cho quý ông bà cô chú và các bạn phỏng vấn mi con, để coi mi con trả lời cho quý ông bà cô chú và các bạn coi cái cách mình truyền tải cái ngày Tết cho mi con như thế nào nha. Thì nó như hồi nãy là các bạn thấy là cái nhà mình là một cái đống đống rác luôn đó. Mình dọn dẹp lại y như cái kiểu Việt Nam là tủ đồ này kia, ngăn tủ này này kia là mình sắp xếp làm lại sạch hết, giống như Tết cổ truyền Việt Nam ngày xưa của mình là cứ mỗi lần mà Tết đến một cái á, là nhà mình phải dọn dẹp từ đầu cho tới đuôi sạch sẽ hết á. Thì bây giờ tới Tết là ngày nào mình cũng ráng cố gắng này, với lại thứ hai nữa là restock, cái là mình mua đồ thêm để cho đầy đông đầy, giống như nói chung là mình ráng cố gắng mình giữ giống như những cái ngày truyền thống của Việt Nam của mình, là mình ngày Tết là mình mua đồ cho nó đông đầy vô rồi sạch sẽ từ trong ra ngoài á, giống như dọn dẹp vậy đó. Con ăn gì vậy? Dưa chuột với lại Mẹ muối con muối 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 Tây Ninh nè. Đây đó, hồi nãy là hồi quý bà cô chú và các bạn thấy là mình ở nhà giống như cái đống rác vậy đó, không, bây giờ mình đã dọn dẹp sạch sẽ hết. Thì đây mình cũng mua thêm hôm qua cái bánh bún đó nó sale nữa, mình mẻ mua thêm 4 5 bịch nữa để dành đó, tại vì bây giờ cái gì đó cũng mắc hết, nước tương cũng sale rẻ cho nên mình mua thêm. Rồi mấy cái chai này ông xã cũng thích, lâu lâu nó mới về, nhiều khi nó bị kẹt hàng là nó không có về đó, là không có. Đây cái chimichurri này, cái loại này rất là ngon luôn, để ăn với steak đó. Thì mình mua giống như những ngày Tết Việt Nam đó, thì mình mua mình để dành. Đây
cũng sắp xếp lại hết cho nó gọn gàng lại hết. Nó khi mà đến ngày mấy cái ngày là còn một tuần nữa Tết là bắt đầu dầu đồ mình đổ đầy lên hết, mình refill cho nó đầy lên. Đây mấy cái hộc tủ mình cũng sắp xếp lại hết, mình mới dời lại là trong cái hộc tủ này á, là bây giờ mình bỏ tất cả các loại bột vô đây hết, là mấy mà nếu mà nói là làm bột là tất cả cái loại bột là trong cái tủ này hết. Đây mình quay xa xa ra cho quý ông bà cô chú và các bạn coi. À, thì nó mình làm cho nó gọn ghẽ sạch sẽ hết, và đây là cái tủ lạnh mình đã sắp xếp xong, nhưng mà cái này là chỉ là còn cả nay mấy là mùng 18, 19, 10, còn 2 tuần nữa là Tết rồi ha, gần 2 tuần nữa Tết thì là còn phải sắp xếp lại hết, tại vì mình chưa có mua trái cây với lại đồ cho 3 ngày Tết đó, thì cái này là đồ ăn trong tuần thôi, thì hôm qua nó là mình cũng sắp xếp thứ tự gọn gàng lại hết, lau chùi tủ lạnh đồ sạch sẽ hết. Đây mì đồ từng ngăn cái này là bơ với ở chi đã tất cả là nằm một ngăn. Trái cây thì ở bên đây không có trái cây gì hết, thực ra đu đủ này mua cho nhỏ em ăn chứ mình cũng không ăn, ít ăn trái cây đó. Rồi rau thì mình để trong cái hộp như thế này, tại vì hôm qua mình làm công việc nhiều quá cho nên mình không có thể nào mà quay từng cái cách làm hết, thành ra bây giờ xong hết rồi quay, chứ một quay một lần cực lắm. Thì mỗi cái ô gì là mình để rau vô cho nó sạch sẽ gọn gàng, thì hành đồ nếu mấy cái này là hũ hành, hành lá với ngò rồi mình cắt sẵn như vậy thì cứ lấy ra mà xài. Thì đây là cái tủ lạnh của mình đã lau dọn sạch sẽ. Đây là cái freezer của mình cũng sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, nhìn thì thấy không đẹp nhưng mà rất là gọn gàng luôn. Từng thùng cái thùng này là bắp với lại mấy cái đậu 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 này kia là một cái thùng đó. Rồi dưới đây là mình để tất cả các loại kem, nói nhà mình ăn kem dữ lắm, mọi người thấy không, mình mua quá chừng thùng kem luôn. Và bên đây là đồ cá như này này nọ, thì trong kho đồ ăn này mình cũng sắp xếp sơ lại, mình làm ở trên đó những cái loại, tất cả những cái loại bún đồ này nọ hết, là nè mấy cái này nè, có một cái thùng này là tất cả loại bún này, đây là bún tàu, đây là bún phở, rồi đây là bún gạo, đây là bánh phở. À, rồi nó cứ như vậy là mình cứ sắp xếp thay đổi hết cái này tới cái kia. Thì bây giờ còn tới 2 tuần nữa thì vẫn còn đi chợ đều đều và vẫn còn sắp xếp lại giống như những ngày Tết sạch sẽ dư giá đâu. Thì mình quay sơ cái video như vậy để mình chia sẻ cho quý ông bà cô chú và các bạn cái cách của kênh Máy Ấm Canada chuẩn bị cho những ngày xuân Việt Nam cổ truyền của mình như thế nào nha. Thì nó đây giống như Việt Nam mình ráng cố gắng hồi xưa giờ qua hai mấy năm cũng vậy đó nè. Gạo á thì cũng mua đổ vô cho nó đầy áp, rồi mấy cái thùng này muối đường bột ngọt là ở đây mình xài một cái thùng gì là mấy chục ký nè, là mình mua một lần mấy chục ký đường mình đổ đầy luôn vậy đó, rất là nhiều. Nó làm như vậy mình cảm thấy rất là nôn luôn, mà tất cả mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng hết để đón xuân. Ok, mình chia sẻ cái video đến quý ông bà cô chú và các bạn một cái khoảnh khắc chuẩn bị Tết của kênh Máy Ấm Canada như thế nào, để cho quý ông bà cô chú nếu mà xa quê hương có thể nhớ lại những cái giây phút mà khi mình còn ở quê hương mình trang trí nhà cửa và cái sự nôn nao của ngày Tết như thế nào. Ok, mình xin kết thúc cái video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ kênh Máy Ấm Canada, và nhớ đừng quên đăng ký kênh ủng hộ và để lại lượt đăng ký chia sẻ để có những video kế tiếp cho quý bà cô chú và các bạn coi. Thank you và chào tạm biệt, kem bye bye.